Hello, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đang xem clip của mình nha. Ok, sau khi cái clip mà mình ra mắt dòng sản phẩm 20D này á, thì rất nhiều bạn để lại phần bình luận phía bên dưới là yêu cầu mình là thử so sánh thêm dòng sản phẩm 20C là 20B nữa, thử ba mẫu nón này thì đâu là mẫu nón mà mình đáng mua nhất nha các bạn. Điểm giống nhau ở ba mẫu nón này thì nó đều được sản xuất bởi nhà sản xuất là Royal nha các bạn, đều được làm từ lớp ngoài là lớp vỏ nhựa ABS hay là các thông số về lớp mút nè, dây khó thì đều như nhau nè đó, và lớp lót có thể tháo ra để vệ sinh được ở tất cả ba dòng sản phẩm này. Điểm khác nhau mà các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên á ở dòng sản phẩm này đó chính là phần logo, thì đây là logo in nè, còn đây là hai dòng logo bằng kim loại được dập nổi lên. Nó sẽ tăng cái vẻ sang trọng hơn cho nón một xíu. Cái điểm nâng cấp cao cấp nhất ở cái con nón M20D này đó chính là phần thông gió này. Nó khác biệt so với hai người anh của nó. Đó, thì nó có thêm phần thông gió này thì giúp cho cái nón của các bạn thông thoáng khí hơn, giảm cảm giác bị hầm khi mà mình đội một cái con nón 3/4. Cái đó thì cái điểm mà khác biệt rõ nhất các bạn có thể nhìn vào, trực qua nhìn vào các bạn thấy đấy là phần viền này. Đó, viền nón ở phiên bản M20B thì là viền cao su, còn đó là viền mạ đồng hay là viền mạ màu nhôm. Đó, tăng cái vẻ sang trọng của nón hơn. Rồi, một trong những cái điểm mà khác biệt mà giúp cho các bạn rất là dễ để quyết định mình nên mua con nón nào đó chính là phần lớp lót. Ở phiên bản M20C hay M20D này thì lớp lót đã được nâng cấp hơn rất là nhiều so với phiên bản M20B này. Như ở phiên bản M20C thì lớp lót nó là dòng lớp vải lưới 3 lớp, nó tăng cái độ thông thoáng khí hơn so với phiên bản trước. Và đặc biệt là M20D là một trong những cái phiên bản nâng cấp cao cấp nhất ở phần lớp lót, với phần lớp lót bằng da tích hợp với lớp vải. Theo nhà sản xuất công bố thì lớp vải này nó có khả năng là kháng khuẩn, kháng mùi, thông thoáng khí và thấm hút mồ hôi cực tốt. Đặc biệt thì ở bên trong của cái thiết kế lớp lót này nó thêm rất là nhiều lỗ và rãnh nhỏ, nó sẽ giúp cho cái việc mà lưu thông khí của mình tốt hơn nữa nha. Rồi, ok, trên đó là những đánh giá của mình về ba dòng sản phẩm này. Còn các bạn đang sử dụng dòng sản phẩm nào thì để lại phần comment phía bên dưới để cho mình biết. Các bạn đang quan tâm ba dòng sản phẩm này thì các bạn có thể đặt mua hàng tại đường link mình để phần mô tả là nonchum.vn. Hiện tại Nonchum đang có rất nhiều phần quà cho ba dòng sản phẩm này. Ngoài ra thì trong mùa dịch này các bạn còn được miễn phí ship về tặng nhà với hóa đơn hàng trên 500.000 nữa. Nonchum có một trong những cái dịch vụ rất là đặc biệt cho các bạn khi mua hàng tại hệ thống Nonchum, đó chính là vệ sinh nón bảo hiểm miễn phí. Và với ba dòng sản phẩm này các bạn còn được bảo hành trong vòng 1 năm nữa. Nếu các bạn yêu thích video này, các bạn hãy để lại cho mình một nút like, nút share và để lại bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.